Kể từ đầu mùa giải 2023-2024, câu lạc bộ Hà Nội là một trong ba đội để thủng lưới nhiều nhất. Bởi thế, đại diện thủ đô đã quyết định gia cố hàng phòng ngự khi bổ sung một ngoại binh đến từ châu Âu. Hậu vệ Tiêm Hồ đã vượt qua buổi kiểm tra y tế để ký hợp đồng kéo dài 12 tháng với câu lạc bộ Hà Nội. Cầu thủ cao 1m90 này đã có 4 lần khoác áo đội tuyển Luxembourg, từng tranh tài tại các giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha hay Ukraine. Gần đây nhất, hậu vệ 27 tuổi góp mặt tại hạng đấu cao nhất của Hungary, ra sân 16 trận trong khoảng 1 năm khoác áo câu lạc bộ Upest trước khi đôi bên đi tới quyết định thanh lý hợp đồng.